Rồi bây giờ nha, tôi tạo ra một cái lab mới nè, coi cách tạo ra lab mới nha. Rồi bây giờ chỗ này tôi tạo ra nè, để đây lý phải new Java class, tạo một cái lab mới. Rồi ví dụ tôi tạo một cái lab tên là đặt gì giờ? Con chó lại đi. Finish. Rồi tôi có hai file nha, file chính nè và file con chó nè, được chưa? Bây giờ á, tôi có cái lab chó, tôi chưa viết gì hết nha, thì cái này là cái lab nè, chịu không? Rồi vậy bây giờ nè, quay về cái main này nha, tôi tạo đối tượng nè, nhìn kỹ. Cú pháp của nó là tên lớp, rồi đến tên đối tượng bằng new tên lớp. Đó. Rồi viết nè, tên lớp con chó A bằng new con chó. Đó. Vậy là mình có cái này nói sao, đọc là gì, đối tượng A thuộc lớp con chó. Rồi tôi có thêm con nữa, con chó B bằng new con chó. Vậy là tôi có hai con, hai chó nha. Ok không? Tôi có hai chó, chịu không, chịu không, chịu không? Thấy cái cách, cái cách tạo cái lát chưa, tạo cái lát và tạo một cái đối tượng thuộc cái lát đó, con chó A bằng new con chó, con chó B bằng new con chó. Thí dụ mình có một cái lát khác, rồi là hình chữ nhật. Rồi bây giờ mình sẽ nè, mình về cái main này nha, mình viết nè, hình chữ nhật A B C đi ha, hết A được rồi, à, bằng new hình chữ nhật. Vậy bây giờ tôi có gì, vậy có phải bây giờ tôi đang có hai chó với hai hình chữ nhật không? Ok ok không? Được không, được không? Rồi được ha. Rồi tiếp theo á, mình sẽ có một khái niệm rất là quan trọng, là khái niệm về thuộc tính. Thuộc tính là cái gì? Thuộc tính nó gọi là cái property. Máy này nè, nó gọi là property á. À, property. Property ha, thuộc tính. Thuộc tính là gì? Thuộc tính là tính chất, là đặc điểm của một cái class. Và nó đưa xuống cho đối tượng thì nó cũng là tính chất đặc điểm cho đối tượng. Ok không? Rồi, thuộc tính ha. Tính chất đặc điểm. Giống như đã dùng người thì tính chất người là gì? Tên, tuổi, à, địa chỉ, số điện thoại, tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân, như vậy. Còn chó, tên, tuổi, màu lông, giống, sủa, cắn. Còn cái bàn, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, đúng không? Còn cái laptop là gì? CPU nhiều, RAM nhiều, ổ cứng nhiều, đúng không? Đó, thì đó là cái gì? Đó là thuộc tính, à, là tính chất, là đặc điểm của một cái class. Rồi, vậy bây giờ mình coi con chó đi. Bây giờ con chó thuộc tính mình có gì? Thuộc tính của nó mình có là ví dụ như tên. Tên chó đúng không? Rồi bây giờ theo quý vị nè, tên mình có thể dùng cái gì để mình lưu trữ? Chuỗi đúng không? Tên. Key. Chuỗi gì nữa? Chuỗi là gì? String. String tên. Đúng không? Viết đây luôn nha, viết đây luôn nè. Viết trực tiếp trong cái lá này luôn. Rồi, in tuổi. Sao? Được không? Rồi, chim màu lông. Rồi, ok không? Chó có tên, tuổi, màu lông. Rồi, còn thí dụ như hình chữ nhật mình có gì? Đúng rồi, chiều dài, chiều rộng. In, chiều dài. In, chiều rộng. Duyệt chưa? Ok không? Rồi, được ha. Rồi, ra chưa? Đến đây chưa? Rồi, vậy bây giờ con chó A bằng new con chó, thì thằng A này nè, A này nó có gì chồng? Tên, tuổi, màu lông. Thằng B có gì? Tên, tuổi, màu lông. Bây giờ mình gán giá trị cho nó. À, hai đối tượng cùng lớp thì thuộc tính thì giống nhau, nhưng mà giá trị gán cái từng thuộc tính thì khác nhau à. Ví dụ con tên này, con tên kia. À, hai con chó, con nào cũng có tên, tuổi, màu lông, chứ không có chiều dài, chiều rộng. Đúng không? Thì bây giờ AB này đều có chiều dài, tên, tuổi, màu lông hết, nhưng mà mình giá trị mình gán cho nó khác nhau à. Ví dụ mình gán cái chị này nha, nhìn cho kỹ. Bây giờ mình gán tên, tên nó bằng cái gì? Nhưng mà vấn đề là mình gán tên cho con chó A. Đâu là mình phải ghi nè, A chấp tên.
chưa? A chấm tên, tôi gán tên cho con chó A đó. Bằng Ki. Rồi. A chấm tuổi. 5 tuổi. A chấm gì? Màu lông. Vàng, chẳng hạn vậy. Ok không? Rồi, vậy con chó B mình có gì? B chấm tên. Na chẳng hạn vậy. B chấm tuổi. 7 tuổi. B chấm màu lông. Màu trắng đen. Ok. Hiểu cái này không? Ok ok chưa? Rồi, A là cái gì? A là cái gì? Đối tượng. Con chó là lớp. Tên là tên, tuổi màu lông là cái gì? Roboty, thông tính, được không? Object là Roboty. Chịu chưa? Ok không? Vậy giờ mình muốn viết, mình muốn viết một cái game đá banh thì đầu tiên mình sẽ xây một cái lát là cầu thủ. Ok không? Đặc điểm cầu thủ bắt đầu tên, rồi sức chạy gì từ la trong đó. Rồi sau đó mình tạo ra bao nhiêu một cái đội là bao nhiêu cầu thủ? 11. Rồi có phải mình tạo ra 11 cái đối tượng cầu thủ, 11 cái đối tượng thuộc cái lớp cầu thủ, là mình có 11 cầu thủ đúng không? Đội bên kia mình cũng tạo 11 cái thuộc lớp cầu thủ, là mình có tổng cộng là 22 cầu thủ, 22 cái đối tượng thuộc cái lớp cầu thủ. Hợp lý không? Đó, ok, chịu không? Đó. Rồi sau đó mình làm tạo ra một cái lớp về thủ môn, cái mình tạo hai đối tượng thuộc lớp thủ môn. Ok chưa? Hiểu rồi đó chưa? Rồi. Khái niệm rất là hay nha, khái niệm rất là hay. Rồi, ví dụ chiếc xe đặc điểm là gì? Hãng sản xuất, model, năm, màu gì đó. Hành vi. À, hành vi của nó. Hành vi tức là, rồi, hành vi của nó tức là những hành động của nó đó. Chút xíu mình sẽ nói cái hành động. À, xe đã có hành động khởi động, dừng, phanh gì đó. Rồi, nhóm của xe ô tô. Bây giờ mình nhìn nè, nguyên một cái đám này nè. Nhưng mà thật sự nguyên cái đám này là tất chẳng qua nó chỉ là từng cái đối tượng mà thuộc cái lớp gì? Lớp ô tô. Còn nguyên một cái đám này chẳng qua là thuộc lớp động vật thôi. Từng đối tượng thuộc lớp động vật, hợp lý không? Rồi. Nguyên cái đám này chẳng qua là lớp từng cái đối tượng thuộc lớp người và lớp siêu đơn gì đó. Hiểu không? À, vậy lớp mà nó có đặc điểm gì thì những cái đối tượng nó đều có đặc điểm đó. Nhưng mà giá trị gán đặc điểm thì khác nhau. Đúng không? Người. Dạ, student, lớp student thì lớp nào có lớp student nó có thuộc tính nem thì tất cả những đối tượng này đều có nem hết, nhưng mà mỗi cái nem khác nhau. Rồi. Thì những cái thuộc tính thì nó là dạng thuộc tính hay là property. Còn những hành động, hành động là cái gì? Hành động là cách thức xử lý, cách thức vận hành của nó. À, bây giờ mình qua một khái niệm nữa là gọi là method. Method là gì? Method là cách thức hoạt động, cách thức vận hành. Ví dụ, con chó đặc điểm tên, tuổi, màu lông, giống, sủ cắn là đặc điểm. Mà hành động của chó nó có gì? Hành động như động từ của nó đó, những cái động từ cho nó đó. Nó có gì? Chó có gì? Chạy, cắn, sủa, nhảy, quẩy đuôi. Ví dụ đó, thì đó là những cái hành động cho nó đó. Ok không? Anh chú ý tưởng chưa? Rồi. Vậy thật sự mà nói, cái phương thức, cái method là cái hàm, là cái function hồi nãy đó. Nhưng mà cái function này là cái function riêng cho cái lớp đó, chứ không phải là function chung chung. Function riêng cho cái lớp đó. À. Rồi, ví dụ con chó mình có phương thức gì? Bóp lít vòi, chỗ này không có ta tiệt nha, bóp lít vòi thôi, bóp lít vòi. Sủa. Rồi, ví dụ gầu. Dù vậy. Phải không? Kêu sủa. Đúng không? Kêu sủa là gầu, ví dụ vậy.
À, rồi mình có nè, bây giờ thấy cái này là cái phương thức đúng không? Cái hàm đó, hàm của cái lớp. Rồi giờ mình viết thử cái phương thức khác, ví dụ mình bút lít. À, gì giờ? Thông tin. Tức là tôi muốn thông tin của nó. Rồi tôi xuất ra nha, xuất ra. Xuất ra những thông tin này nè. Rồi. Tên. Tuổi. Màu đó không? Ok không? Rồi. In rồi ha, in rồi ha. Rồi sẽ tập trong print, in ra. Chịu chưa? Muốn xuống hàng cho đẹp. Rồi được chưa? Vậy bây giờ cái con chó A này nè là nó có cái hành động là sủa và cái gì? Và xuất thông tin. Rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ muốn sử dụng nó, nhớ nha. Cái phương thức khi mình xài là mình phải kêu nó mới xài được. À. Rồi, bây giờ mình chạy thử nè, mình thấy nó không có ra gì hết trơn á. Nó đâu có ra gì đâu. Bây giờ mình muốn chạy nó nè, mình kêu nó nè. A chấm. Chấm gì? Thay vì A chấm tên, A chấm tuổi gì đó, giờ A chấm sủa. À, nó câu rồi liền á. Rồi, A chấm thông tin. Nó ra. Thông tin của con chó. Ok chưa? À, đã tá lả luôn rồi. Kết. Gấu. Kỳ, tuổi, năm tuổi, màu lông, vàng. Hiểu chưa? Rồi đến dưới này. B chấm thông tin. À, là thông tin của B. Tên, na, tuổi, 7 tuổi, màu lông, trắng đen. Ok. Duyệt chưa? Được không? Rồi, bây giờ thí dụ hình chữ nhật. Hình chữ nhật mình có gì? Thí dụ mình là sao? Xuất chiều xuất diện tích. Ok không? Diện tích bằng gì? Diện tích rồi hiểu chưa? Vậy giờ qua men này mình gọi hình chữ nhật này nha. C chấm chưa có chiều dài chiều rộng đó, chưa gán chiều rộng. C chấm chiều dài bằng 5. Rồi khi mà mình đã gán một cái giá trị vô cho chiều dài của thằng C rồi thì thằng này nó như cái biết rồi đó, đâm ra mình có thể đem ra tính toán cộng trừ nhân chia được nha. C chấm chiều rộng bằng C chấm chiều dài cộng 3. Vậy giờ chiều rộng của thằng C là bao nhiêu? 8. Rồi mình ghi C chấm gì nãy là gì, xuất hả? Xuất diện tích. Rồi nó ra diện tích đó. Tích diện tích 40. Rồi nhìn lại coi, nhìn vô đây. Cái này nè là thuộc tính. Còn cái này là phương thức. Phương thức. Ok không? Thuộc tính nó giống như là cái biến vậy đó, nhưng mà cái biến riêng cho con chó này thôi. Còn phương thức nó giống như là cái hàm, nhưng mà hàm riêng của con chó này thôi. Ok không? Thuộc tính là riêng cho cái lá. Phương thức là cái hàm riêng cho cái lá. Rồi khi mình sử dụng nó thì mình phải lấy tên của nó, tên của đối tượng, chấm, chấm phương thức, hoặc là chấm thuộc tính gì đó. Ok không? Đây là khái niệm về thuộc tính và phương thức. Duyệt chưa? Lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức. Bốn khái niệm rồi đó. Ok ha? Hiểu không? Tá lả luôn rồi. Nó về được có thấy không? Nếu mày